sắm ghe, có một cái ghe người ta sinh sống ở đây luôn ha. Còn bên phải thì xuất hiện một cái biệt thự to. Khu dân cư Kim Sơn. Em bên trái, phòng cho thuê rất là nhiều, đầy đủ nội thất. Hình như là người ta xây nhà đó, người ta phân phòng ra cho sinh viên thuê thì phải. Gần cái khu này là gần khu sinh viên. Bệnh ca tử vong hôm qua là tới 92 ca ngày 6 tháng 12. Rất là cao, thì chỉ cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Em đang chạy từ từ theo cái hướng đi về cầu Canh Tẻ. Và đây là con đường Khánh Hội, khu vực quận 4 thưa anh chị. Sau lưng của em là bến Vân Đồn. Em đang trên đường đi về. Bên trái của em ở đây có chùa Long Bửu này. Khá là đẹp ở khu vực quận 4 thưa anh chị. Và ở đây là cư xá Vịnh Hội. Em mời anh chị chúng ta chạy trên con đường Khánh Hội này, chúng ta qua cầu Canh Tẻ, chúng ta đi về quận 7 thưa anh chị. Và hôm nay em muốn mời anh chị chúng ta đi khám phá một cái khu dân cư ở khu vực quận 7, đó là khu dân cư Kim Sơn. Em đi ngang cũng nhiều lần lắm, nhưng mà hôm nay mới chạy về. Ở đây là ngã tư con đường Hoàng Diệu và con đường Khánh Hội ha. Bên trái anh chị sẽ quẹo về chợ Sấm Chiếu, đi ra đường Nguyễn Tất Thành, ngày xưa có tên là Trịnh Minh Thế đó. Con đường Khánh Hội này thì ngày hôm nay cũng sầm uất nhộn nhịp với những cái công ty doanh nghiệp là chính anh chị, ít có ăn uống nhậu nhẹt giống như những con đường khác ở quận 4. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và thật là nhiều sức khỏe. Và bây giờ là 1 giờ chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021 thưa anh chị. Em đang đi trên đường đi về nhà, và tiện thể thì cũng chia sẻ đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh của phố xá Sài Gòn, và đặc biệt là mời anh chị về khu dân cư Kim Sơn. Đối với quận 7 thì rất là nhiều cái khu dân cư thưa anh chị. Một cái quận mới sau này thành lập và quy hoạch xây dựng rất là nhiều khu biệt thự nhà giàu, nên bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy khu dân cư cả. Bên phải em là khu quảng trường của quận 4 ha. Có cái nhạc nước ban đêm. Bên trái là đường số 41 về Nguyễn Hữu Hào, chợ Hãng Phân. Em chạy một tí xíu ở đây để chị cập nhật cái con đường Khánh Hội này về ban ngày. Đây có xoài lắc, cốc lắc và nước sâm rong biển A Mí. Nhưng chưa có một cô đi bán nón và có chở trên xe theo một đứa bé ha. Ngồi trên xe đẩy đi bán nón. Đó, cuộc sống Sài Gòn đó anh chị. Thì bây giờ chúng ta ra đường dễ bắt gặp những cái xe như vậy đi bán hàng rong, vất vả mưu sinh. Em đang từ từ chạy lên cầu Canh Tẻ. Mời anh chị đi về khu dân cư Kim Sơn. Chúng ta có khu dân cư Him Lam này, khu dân cư Tân Thuận Đông này, Tân Phong này, rồi khu Trung Sơn thuộc Bình Chánh này, gần gần đó rất là nhiều khu dân cư, hay khu Phú Mỹ Hưng này, khu dân cư Phú Mỹ này. Đây con đường Vịnh Hội, bên máy tay phải em chúng ta quẹo về Tôn Thất Thuyết anh chị. Đi về Tôn Thất Thuyết. Rất là nhiều khu dân cư. Rồi em chạy lên cầu Canh Tẻ thôi anh chị. Xuống khỏi cầu Canh Tẻ thì chúng ta có con đường Nguyễn Hữu Thọ.
mấy ngày hôm nay thì nước ở Sài Gòn lên rất là cao. Hôm qua, hôm nay cũng vẫn còn thưa anh chị, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ giảm dần vào ngày mai và hôm nay cũng giảm dần luôn. Từ giờ cho tới Tết ta còn rất là nhiều trận ngập lụt nữa. Em đi lên cầu Canh Tẻ và chạy về đường Nguyễn Thọ đây. Đi lên cầu anh chị cũng sẽ thấy có một cô đẩy một cái xe ba gác, kèm theo đó là hai đứa bé đi bán vé số luôn, một chú chứ không phải là cô, ba đứa luôn anh chị. Đó. Ban đêm ở khu vực quận 7 con đường Nguyễn Thọ có rất là nhiều đứa bé ngồi ngay đèn xanh đèn đỏ đó, xin tiền thưa anh chị. Nhìn thấy thì tội lắm, nhưng mà ngày hôm nay cũng có nhiều người người ta lợi dụng những đứa bé đó để người ta chăn dắt đó, cũng không phân biệt được. Nhìn thấy tội tụi nó thì mình cho thôi anh chị. Em đang đi qua khỏi cầu Canh Tẻ, phía dưới là có con đường Trần Xuân Soạn cắt ngang, chạy hướng này chúng ta đi về Lotte Mart quận 7 thưa anh chị. Khu dân cư Kim Sơn ở ngay khu vực đất quận 7 á, những cái khu nhà giàu, khu dân cư thì đa số là người Hàn Quốc rất là nhiều. Và trong cái đợt dịch thì một bộ phận người Hàn Quốc người ta cũng về nước, và cho tới bây giờ thì du lịch Sài Gòn mình chưa mở cửa đường bay quốc tế, đi lại cũng rất là khó khăn, và xuất hiện thêm cái biến chủng Omicron nữa thì anh chị thấy là chúng ta càng siết chặt hơn cái việc nhập cảnh. Và theo những cái thông tin sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thành lập cái khu điều trị cách ly riêng cho những người nhiễm cái biến chủng Omicron. Thưa anh chị, cách ly riêng, điều trị riêng, tách bạch với các cái khu khác. Và trong cái bối cảnh Sài Gòn mình ca tử vong hôm qua là tới 92 ca ngày 6 tháng 12, rất là cao thưa anh chị, cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Thì sắp tới chúng ta lại phải lo lắng hơn để điều trị cho những cái người mà F0, những người bị nhiễm mới đó và trở nặng đó anh chị. Em đang chạy trên con đường Nguyễn Hữu Thọ. Ở đây thì người ta sẽ bán rất là nhiều cây kiểng, rồi trồng cây, đất nè, phân nè, các cái loại chậu khu này. Và tới ngày Tết thì con đường Nguyễn Hữu Thọ cái đoạn này người ta cũng bán rất là nhiều cây kiểng thế gì. Trời Sài Gòn thì bây giờ âm u, cũng khá là mát mẻ thế anh chị. Ở đây có mấy cái chùm, cái lu rồi đó, mấy cái chùm mà làm mắm rồi ngày xưa, muối cà rồi đó anh chị. Chạy ngang đây thấy nhớ. Cây này, rất là nhiều loại cây, đặc biệt là bây giờ vào mùa Noel thì có nhiều cái loại cây gọi là cây sơn tùng đó anh chị, nhỏ nhỏ này đó, cái cây như vậy này, sơn tùng đó, người ta có trang trí sẵn luôn này, nhìn rất là đẹp không, gắn các cái hộp quà nhỏ nhỏ và nơ ở bên trên nữa, mua về trưng luôn. Cây sơn tùng em vừa mới biết cái tên của cái cây đó luôn á. Đây này anh chị, hai cây sơn tùng, cây sơn tùng trang trí Noel đây. Dọc đường này bán nhiều cây sơn tùng lắm anh chị. Không biết em nhớ đúng không? Đây nữa này. Trang trí sơn tùng. Cây sơn tùng. À. Rất là đẹp ha. Nhìn nó đẹp lắm. Nếu mà mua cây bự á, thì anh chị thay thế cây thông Noel luôn cũng được. Gắn đèn lên. Con đường Nguyễn Hữu Thọ bên phải em thì có những tòa nhà chung cư của Novaland. Ở đây thì người ta bán cá kiện nha. Một loạt những cái xe ở đây nè, bán cá. Cá kiện về nuôi anh chị. Vừa dứa vừa lửa. Con đường bên trái của em là anh chị sẽ chạy về Lê Văn Lương. Lê Văn Lương quận 7 anh chị. Còn bên phải thì chúng ta đi về cái khu
nhà giàu Him Lam. Khu nhà giàu Him Lam rồi đi qua Trần Xuân Soạn theo cái hướng bên phải của em. Ở đây thì bên phải ngay chỗ em có một quán gọi là Bia Sệt. Quán Bia Sệt anh chị. Quán này thì buổi tối nó đông khủng khiếp luôn, đông nhất ở khu vực quận 7 này á. Chạy ngược chiều luôn á. Đây bên phải em nè. Quán này là quán Bia Sệt nha anh chị. Bia Sệt chắc có lẽ là bia mà nó hơi hơi đông đá một tí, nó có tuyết. Rồi em mời anh chị chúng ta đi về khu dân cư Kim Sơn. Và trước khi về đó thì chúng ta đi ngang ngã tư Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ thôi anh chị. Trời âm u, cái này gọi là trời âm u. Không khí này thì mát mát, mấy hôm nay Sài Gòn se lạnh. Chắc có lẽ kéo dài cho tới những cái ngày trước Noel anh chị. Em thấy những cái ca tử vong ngày hôm nay nó càng ngày nó càng tăng cao á, cũng lo lắm anh chị. Lo nhất là cái số ca tử vong á. Không biết như thế nào mà ở mình, tính ra ở Sài Gòn mình tử vong rất là cao, khoảng 3,9%. Anh chị thấy hôm qua chúng ta cả nước có 220 ca thì vậy, ca tử vong đó. Sài Gòn mình chiếm gần 50% mất tiêu à. Em cũng không biết, không có chuyên môn như thế nào, nhưng mà số ca tử vong khá cao. Trong khi ngày hôm nay những cái tỉnh thành khác á, cũng có những cái cũng có như Cần Thơ hôm qua hơn 1.100 ca đó, và các tỉnh thành khác cũng 500-700 ca, 800-900 ca, gần như là tương đương với những Sài Gòn mình. Nhưng mà cái số ca tử vong họ rất là thấp. Không biết tại sao ở Sài Gòn mình số ca tử vong khá là cao. Em cũng không biết có khi nào là người số người lớn tuổi và bệnh nền ở Sài Gòn mình nhiều hay không. Nếu mà nhiều thì thật sự thì cả tử vong cũng cao là cũng đúng rồi. Ở đây là con đường Nguyễn Hữu Thọ và con đường Nguyễn Thị Thập thưa anh chị. Bên trái em là Lotte Mart quận 7 và hướng Nguyễn Thị Thập đi về khu chế xuất Tân Thuận. Đó, còn bên phải của em là khu Him Lam đây, khu dân cư Him Lam. Và đi về khu Trung Sơn, xóm nhà giàu của Bình Chánh. Đó, còn bây giờ em mời anh chị chúng ta đi thẳng tiếp này. Đi thẳng cái hướng này là chúng ta về cái khu dân cư Kim Sơn. Và cái cầu phía trước đây là cầu, để em nhớ là nhiều cầu quá. Khu vực quận 7 này nhiều cầu lắm. Rạch Lăng ha, Rạch Bàn. Cầu này là cầu Rạch Bàn thưa anh chị. Bên phải là khu chung cư của Novaland, cầu Rạch Bàn. À, chúng ta qua khỏi cầu Rạch Bàn này thì khu dân cư Kim Sơn nó nằm bên tay trái của em. Nói khu dân cư nhiều khi nó lộn lên lộn xuống. Đây cầu Rạch Bàn 2 thưa anh chị. Bên trái của em sẽ là khu dân cư Kim Sơn. Em chia sẻ kỹ một tí để anh chị dễ hình dung ha. Nó nằm bên cái cầu Rạch Bàn. Đây, và bên phải của khu dân cư Kim Sơn cũng là con đường Nguyễn Hữu Thọ này đây. Đối diện đó thì là Học viện Cảnh sát anh chị. Học viện Cảnh sát và có luôn cả trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em ôn lại cái hình ảnh kỷ niệm ở cái đoạn này, đặc biệt là các bạn sinh viên ha, ngày hôm nay nhiều khi đi về quê hết rồi chưa có vô. Bên phải của em này là khu Học viện Cảnh sát, Đại học Cảnh sát Nhân dân. Còn khu bên trái đây anh chị đang nhìn thấy đây này, đó là khu dân cư Kim Sơn nha. Nó có một vài cái thay đổi nhỏ nhỏ trong những ngày gần đây. Tí xíu nữa thì em sẽ chia sẻ những cái hình ảnh của khu dân cư Kim Sơn gửi đến anh chị. Bên phải em là khuôn viên của Đại học Cảnh sát Nhân dân. Và khi mà chúng ta đổ dốc cầu Rạch Bàn á, thì ngay này, ngay phía trước đây bên phải em là cảnh sát giao thông hay đứng. Và họ sẽ bắt lấn tiếng nha.
Đó, ở đây có hai làn đường nè, làn bên ngoài cùng là của xe ô tô thôi. Chúng ta đổ dốc cầu là thường hay bị dính ngay chỗ này. Thường hay bị dính ngay chỗ này thì công an người ta sẽ đứng ở đây anh chị. Sau đó ai mà lớn tiếng là họ bắt. À, nhưng mà nó có một cái điều mà cũng hơi rối rối, có nghĩa là ở ngay phía trước kìa là có một cái ngã rẽ, chúng ta được quẹo quẹo về khu dân cư Kim Sơn bên trái em đó. Thì ngay chỗ đó nếu mà anh chị đi xe máy mà muốn quẹo á thì thường thường hay xi nhan ngay cái chỗ này, hay xi nhan xuống cầu là xi nhan đó. Thấy anh chị thấy cái anh ráp cặp không, cặp lề không, anh quẹo này đó, thêm anh nữa này, thì ngay cái chỗ này chúng ta thường hay cặp bên trái quá sớm thì lại lấn ra cái tuyến của xe ô tô, thành ra là công an họ sẽ bắt. Cái chỗ cua đó nó nằm y ngay cái góc này luôn, và công an họ đứng đây là thấy là họ lụm thôi, rất là nhiều. Thưa anh chị, em chia sẻ cho đây kỹ một tí để anh chị dễ hình dung ha, đặc biệt là những có anh chị mà có sống ở Sài Gòn có chạy tới đây thì để ý cái đoạn này. Đây công an đứng ở đây này đó, và ngay phía trước đây bên trái anh chị thấy có cái lối rẽ qua, lối rẽ qua khu dân cư Kim Sơn, thì ít nhất là tới ngay chỗ này anh chị hãy xi nhan nha, hãy xi nhan, chứ nếu mà xi nhan trước dưới cầu Rạch Lăng vừa đi qua là công an nó lụm liền ngay luôn á. Đây em quẹo trái đi thẳng thì anh chị ra huyện Văn Linh, và em mời anh chị đi vào khu dân cư Kim Sơn. Đây khu này thì em đi ngang cũng nhiều lần nhưng mà có lẽ hôm nay là lần đầu chia sẻ đến cô bác anh chị. Đây vào đây khu dân cư Kim Sơn, em đứng ở đây một chút xíu à, chị nha, anh phải đứng ở đây anh chị nhìn này. Ở đây á thì nó có một cái thay đổi nhỏ nhỏ, đó là cái đoạn bên mé tay trái của em ở đây nè, cách đây mấy tháng đó là một cái khu lau sậy tùm luôn, bây giờ người ta vừa mới sang bằng ra cho xe đổ đất, không biết là chuẩn bị làm công viên hay là có làm phân lô nhà cửa gì hay không. Thưa anh chị, dọc theo đây luôn nè ha, bên phải của em cũng vậy ha, mới vừa sang lấp ra chứ lúc trước nó là cây cối tùm. Đây một vài cái hình ảnh của khu dân cư Kim Sơn. Bây giờ mời anh chị chúng ta chạy vào. Em sẽ quẹo bên mấy tay trái trước nha. Công ty cổ phần tàu cuộc hay gì đây mà. Trời ơi, nhìn nó te tua tơi tả quá vậy. Cái lối lên cầu thang nó tróc bong tróc ra rồi, chữ đổ ở trên nó rớt tùm lum hết rồi. Ở đây cái khu này cũng dạng khu triệu đô đó anh chị, nó nằm ngay cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ luôn mày. Nhà của các đại gia không đó. Bên trái tự nhiên bây giờ có cái khuôn viên rất đẹp, nếu mà làm công viên thì quá tuyệt vời anh chị. Còn nếu mà xây nhà thì cái lô nhà bên phải em là trở thành cái nhà phía sau lô 2 rồi. Khu dân cư Kim Sơn à, xe máy móc rồi, người ta đang móc đây. Đang móc, đào bới, sàn lấp. Lúc trước thì cây cối nhiều lắm anh chị, cây cối lùm xùm. À, nhà cho thuê cũng quá trời luôn. Nói chung là nhà giàu ngày hôm nay khóc ròng anh chị, đúng không? Nè, đây đấy nè. Nhà giàu ngày hôm nay là khóc ròng đó. Không biết cái khu này có cho thuê nhiều không. Nãy giờ em thấy là nguyên cái mặt tiền ở đây là te tu. Cuối ngay chỗ góc này thì có một cái khu vực người ta bán kiểm mấy cây bonsai ấy anh chị. Đây này, em giận, em mời anh chị chạy vào đây. Đây đó, đường bên phải em là đường số 11, còn đường em đang chạy này là đường số 1. Thì giờ ngay chỗ này là có những cái cây bonsai rất là lớn, cái kiện rất là lớn này, một khu vườn kiện luôn. Đó. Cái này thì dẫn chúng ta chạy ra cái con kênh đó, Lạch Bàn đó lúc nãy em đi. Ngoài này thì đất trống còn nhiều.
hình như năm ngoái mà tới cái mùa Noel, em nhớ một vài cái khu nhà giàu biệt thự ở đây người ta treo đèn đẹp lắm. Đó, đây này anh chị, có cà phê võng này. Ồ, đây có cà phê võng này, nhìn mát mẻ ghê luôn. Còn bên này thì anh chị sẽ thấy được đây lạch bàn. Chà, hôm nay mà anh chị đi tới cái chỗ này cũng hợp lý ghê luôn á. Lần đầu tiên thấy một vài cái hình ảnh ở đây. Đó, bên kia là khu nhà sàn của khu vực quận 7 ha. Nên anh chị, bên mé tay trái, tay phải thì là khu nhà giàu. Giàu sủ luôn á anh chị. Còn bên này là khu xóm nghèo. Đây là cái cầu Rạch Bàn. Lúc này em đi thì anh chị có thể thấy là những cái dãy nhà của Novaland đó anh chị, ngay trục đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập đó. Anh chị nhìn thấy cái view đẹp không? À, nếu mà anh chị nhìn muốn đẹp thì nhìn bên trên thôi nha. Bên dưới con rạch ở đây nó cũng xấu lắm. Nước đang xuống này. Đó, nước xuống này. Này nó dơ. Chúng ta có cái vị trí này cũng ổn ghê á chứ. Có điều bên kia nhìn qua bên này nhiều khi cũng tủi thân lắm. Đây, em chạy theo cái hướng này tiếp vào bên trong coi có gì không. Ở những cái con đường này á, chúng ta sẽ chạy ra con đường Lê Văn Lương anh chị. Lê Văn Lương quận 7 nha. Ở đây bên tay trái của em thì sắm ghe, có một cái ghe người ta sinh sống ở đây luôn ha. Còn bên phải thì xuất hiện một cái biệt thự to. Đó, cái cảnh này anh chị nhìn thấy nó chênh lệch không? Nó chênh lệch cái kiểu buồn lắm. Bên phải thì khu biệt thự, bên trái thì xóm nghèo. Rồi, mời anh chị chạy vào đây. Chúng ta cùng nhau ngắm cảnh. Ở đây cuối đường hình như là cuộc rồi. Đây thưa anh chị. Này, cuối đường ở đây là chúng ta không có lối ra vào khu nhà của người ta, vật liệu xây dựng. Đây. Còn đi ra ở đây thì chúng ta quẹo trái ha. Đó, tình hình dịch bệnh ngày hôm nay thì số ca tử vong tăng rất là cao. Đây là xóm nhà giàu Kim Sơn. Này, ở đây nè, anh chị có thể thấy này, ở đây chúng ta sẽ chạy ra đường Lê Văn Lương. Và cái đoạn này á, nó ngập ghê lắm. Cũng như là anh chị sẽ thấy những khu nhà lụp sụp ở đây. Ngập ghê lắm. Khu nhà lụp sụp. Đó, anh chị ha, chỗ này nó ngập lúc bánh xe luôn. Hôm bữa em có đi một lần, cái chiều mà triều cường lên á là nó ngập. Anh chị thấy là vẫn còn cái dấu tích của nước động này không? Phía trước là chúng ta ra Lê Văn Lương. Thưa anh chị, ở đây thì có các bé đang chơi. Và nhà lụp sụp anh chị thấy không? Này, chênh lệch, những cái sự chênh lệch nó rõ ràng lắm anh chị. Mà đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, gọi là cái số. Đây là con đường Lê Văn Lương rồi đó anh chị. Đó, Lê Văn Lương à. Bên trái anh chị quẹo lên đường Nguyễn Thị Thập ha. Đó, bên phải anh chị đi ra lại là Nguyễn Văn Linh. Em quay ngược lại vào khu dân cư Kim Sơn. Đi thực tế như thế này anh chị cũng có cái nhìn so sánh nó tổng quan hơn Sài Gòn mình ngày hôm nay. Ở bên nhà giàu thì họ nâng đường rất là cao, anh chị có thể thấy không, xi măng họ đổ này, họ đổ cao tới ngay chỗ này, cái tự nhiên nó sụp xuống. Đó, đổ chồng lên, nó sụp xuống dưới này ngập nước, trên này thì
trên này thì thông thoáng ngon lành, ở dưới này thì ngập nước. Trong này thì cũng không giàu bằng cái khu ở ngoài kia, ngoài mặt tiền huyện Phú Thọ anh chị. Đây em quẹo bên mé tay phải nha. Vào đây có lẽ là khu đất trống. Ở đây có quán nhậu, quán cà phê, quán ăn gì ở đây. Đây là một khu đất trống. Đó. Một vài cái hình ảnh khu dân cư Kim Sơn. Rồi ở đây là chúng ta ra lại đường huyện Hữu Thọ nè anh chị. Không. Nhà đẹp quá trời luôn. Chạy thẳng là chúng ta ra cầu Rạch Bàn hồi nãy đó, quẹo phải về Lotte Mart quận 7. Còn đây là cái đường đẹp của khu nhà giàu, khu Kim Sơn. Ở đây thì đối diện bên phải đó, bên đường Nguyễn Hữu Thọ lúc nãy em quẹo vào đó, là cái trường Tôn Đức Thắng anh chị, và Đại học Cảnh sát. Em quẹo trái nha. Chó ở trong này đi đông rong ở ngoài đường. Nhà ở đây toàn là nhà đẹp không anh chị. Phường ở đây nó thuộc phường Tân Phong, khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong. Trong này thì không có bị ngập, nó khá là cao á. Có những cái bụi chuối này, bụi chuối sau hè, gió đưa bụi chuối sau hè. Ở đây phòng cho sinh viên thuê. Em thấy nhà ở đây đẹp vậy chứ, cho thuê phòng trọ sinh viên nhiều lắm anh chị. Thì sao? Phòng trọ sinh viên thuê nhiều lắm. Rồi, ở đây em sẽ quẹo bên mé tay phải nha. Em có quán cà phê. Ở đây họ trồng những cái cây, em cũng không biết cái này gọi là cây gì, lá kim nho nhỏ, không phải lá kim mà lá nhỏ. Bóng mát cũng nhiều lắm anh chị. Bóng mát cũng nhiều. Trong này có vẻ như là cũng ít người quét dọn. Sạn đủ cũng có, phòng cho thuê phòng trọ rất là nhiều anh chị. Đây này, phòng cho thuê này, bên phải em này, sát bên khách sạn này. Đó, cho thuê phòng trọ khu dân cư Kim Sơn đây. Em chạy thẳng xuống à. Ồ, ở đây có quán cà phê The Green Way. Các bạn đa số sinh viên rồi vào đây không? Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát. Chạy thẳng một xíu anh chị. Ồ, đây có cái hang đá này. Đang làm cái hang đá này, chưa có xong. Có không khí Noel rồi, tối tối gì chứ chạy vào đây chắc đẹp á anh chị. Người ta cũng gắn đèn rồi đó, lung tung một số nhà. Khu dân cư Kim Sơn. Em quẹo trái, phòng cho thuê rất là nhiều, đầy đủ nội thất. Hình như là người ta xây nhà cho người ta phân phòng ra cho sinh viên thuê thì phải. Gần cái khu này là gần khu sinh viên, nhiều lắm. Sinh viên thuê đây dạng sinh viên giàu rồi. ở đây sinh viên cho thuê mướn ở đây là sinh viên giàu không á, anh chị thấy không? Còn cho thuê kha home này. Đây, ở đây đến này bên phải em này, mặt bạn cho thuê, người ta dán bạn quá trời luôn. Phòng cho thuê nè, không. Ôi, sinh viên mà thuê trong này, ngày hôm nay sinh viên đúng giàu luôn anh chị. Nhà ở đây toàn là khu nhà giàu mà sinh viên thuê hay không á. Một phòng như vậy ví dụ như là khoảng triệu mấy, 2 triệu anh chị. Thì một nhà như vậy có 3 tầng, khoảng 6 phòng đi.
đó, thì một tháng này cũng mười mấy triệu rồi đó. Cho nên ở đây người ta hay cho sinh viên thuê một phòng như vậy mà ở ghép hai người thì người triệu thì cũng hợp lý. Nói chung thì cũng được, không có đến độ nào cho thuê phòng quá trời luôn. Ở đây cho thuê phòng không à, trời ơi, nè anh chị thấy không, cho thuê phòng đầy đủ nội thất này. Ta có thể thấy là ngày hôm nay những cái khu nhà giàu bây giờ là cho sinh viên thuê luôn, bên kia nữa anh chị có thể thấy đó, sinh viên thuê nhà đẹp quá trời luôn. Khu này cũng nhỏ lắm anh chị, không có lớn đâu, có một khoảnh ngay chỗ này thôi, có cà phê này. Em đang chạy hướng này là ra ngay chỗ đường Lê Văn Lương, Lê Văn Lương quận 7 à. Cũng xây lộn xộn lắm, chỗ thì nhà giàu, chỗ thì nhà nghèo, cũng nằm chung với nhau vậy đó. Đây Lê Văn Lương, bên trái anh chị đi về huyện Thị Thập ha, bên phải anh chị đi ra huyện Văn Linh. Trời, rác ở đâu ngay giữa đường Nguyễn Bình to đùng. Trời ơi, quẹo trái anh chị vào lại khu dân cư, đây là đường số 3, nó thông nhau đó. Vào đây thì mát mẻ rồi à. Cà phê đây, cà phê 24 trên 24 trực tiếp bóng đá à. Phòng cho thuê quá trời, thật sự là nhà nào cũng dán bảng cho thuê phòng cho sinh viên thuê anh chị. Nay thì mời anh chị đi vào đây vậy chứ chúng ta khám phá thêm một cái khu mới cũng vui. Cùng với đó thì những cái thông tin dịch bệnh tràn lan, ca tử vong tăng cao, thấy cũng lo lắm anh chị. Chúng ta gần tới Noel và gần tới Tết rồi, cái kịch bản mà xấu nhất thì tới Noel chúng ta sẽ không được làm gì hết. Đây đường số 4 bên phải của em ha, ta cũng đang còn khoanh vùng ở đây làm những cái kho, những cái khu mà bán cây kiện đó. Đây mát thiệt, trời trong này mát. Em quẹo trái đường số 11 ha. Ở đây thì chúng ta ra lại cái con đường chính, đó là đường số 1 à, đường số 1 đây anh chị. Ở đây thì bắt đầu là chúng ta hết hết bóng mát rồi, cây ngoài này chặt hết trơn rồi, bật dù lên đi thẳng thì anh chị ra huyện Phú Thọ quẹo phải thôi. Chúng ta đi lên Lotte Mart, em quẹo trái đi xuống đây. À, bên phải là cái khu đất cây cối um tùm lúc trước đó, cách đây mấy tháng. Bây giờ thì người ta bương, người ta ban những cái cây ra hết đây, làm cái mặt tiền rất là đẹp. Và dọc theo cái con đường Nguyễn Hữu Thọ này luôn anh chị, dọc từ đây đi xuống dưới gần khu Hiệp Phước rồi, công khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Văn Bảo, huyện Bình đó, huyện Văn Tảo chứ, huyện Bình. Rồi nó có con lương chính giữa như thế này, lau sậy, tùm, xình lầy đó. Nhưng mà dần dần chắc người ta sẽ cải tạo giống như cái này, đẹp đó. Bên phải em là ra huyện Hữu Thọ, đại học cảnh sát, trường Tôn Đức Thắng,
đó, quán cà phê cà pháo đồ quá trời. Đây quán cà phê đây, cái hang đá lúc nãy đây anh chị. Ở đây không biết có lối rẽ qua bên mé tay phải không, hình như không đâu, chắc là phải quay ra lại anh chị. Ở dưới này hình như là kẹt rồi, xuống kẹt rồi, ngóc kẹt rồi. Em quay ngược trở ra anh chị ha, và con chắc là cũng gần hết rồi đó, xong rồi á. Cái khu này thì nó không có lớn như anh chị thấy đó, một khoảng thôi, chạy tầm 10 phút và 15 phút là hết. Rồi em đi ra lại con đường số 1 song song với lại đường Nguyễn Hữu Thọ đó anh chị. Và chắc là em cũng chuẩn bị stop các clip, tạm chia tay cô bác anh chị ở các clip này. Đây là con đường số 1 đây, song song với con đường Nguyễn Hữu Thọ. Bên trái là những cái công ty về thiết kế, trung tâm ngoại ngữ. Thiết kế xây dựng bất động sản. Rồi, cuối đường ở đây là kết thúc khu dân cư Kim Sơn. Trong buổi về chiều ngày hôm nay gửi đến anh chị, bên phải em sẽ quẹo phải ra trường đại học Tôn Đức Thắng, cái khu mà rất là nhiều hàng quán ăn vặt bán cho sinh viên. Ngày hôm nay sinh viên nghỉ thì người ta cũng nghỉ theo luôn. Và ở đây chắc là em cũng tạm dừng các clip thưa anh chị. Chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Theo con đường thẳng đây thì anh chị thấy thì chúng ta đi ra cái rạch ông lớn đối diện khu Trung Sơn, và nhìn thẳng qua bên kia là trường đại học Tôn Đức Thắng đó thưa anh chị.